Xin chào mọi người nhá. Một ngày mới lại đến rồi các bác ạ. Hôm nay hai anh em lại tiếp tục xuống mép vực. Hôm nay lại chỗ nhà em Phứ các bác ạ. Hai anh em vừa vào đến đây. Hôm nay lại tiếp tục một cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo rồi. Thời tiết ở trên vùng cao này đã có sự thay đổi rồi. Mấy hôm trước còn nắng hanh nhưng mà hôm nay thì như ông bà các bác thấy một cái khung cảnh sương mờ rất là huyền ảo luôn. Hôm nay hai anh em vào thì cũng có một cái tải quà. Cái tải quà này là của một cô ở Vĩnh Phúc. Ở đây thấy ghi người gửi là Nguyễn Thị Tờn đấy. Để vào cho em Phứ các bác nhé. Em Phứ này thì cũng là thanh niên thôi, thế nhưng mà cái cuộc sống ấy cũng lay lắt đi ở đợ qua từng ngày, đến bây giờ gọi là lớn rồi thì cũng có bạn bè đưa về nhà chơi, cuộc sống rất là khổ, rất là khó khăn. Anh em cũng vào chia sẻ một đôi lần rồi các bác ạ, nên là cũng được sự yêu thương của các ông bà cô bác gửi lên cho những cái tải quà rất là lớn này. Cũng xin được cảm ơn cô ở dưới Vĩnh Phúc rất là nhiều. Bây giờ thì cũng mời ông bà cùng đồng hành với anh em Xuân Thiệu để xuống dưới nhà thăm lại em cô bác nhé, và xem cái cuộc sống như thế nào. Đó, cũng đã khá là lạnh rồi, sương mà sương mù như này đi đường rất là trắng hết cả đường rồi các bác ạ. Càng ngày nó càng kiểu như là thay đổi ấy. Đó, bây giờ mình đi thôi. Hôm qua hôm kia thì trời là nắng hanh nắng ráo, nhưng mà mỗi cái được hôm nay thì lại khác hẳn luôn rồi. Rất là nhanh luôn. Thời tiết ở trên vùng cao là vậy các bác ạ. Chỉ qua một hôm thôi đã khác hoàn toàn rồi. Một cái khung cảnh hết sức là nên thơ hữu tình các bác ạ. Toàn những cái đá nhấp nhô. Hôm nay thì sương mù cũng khá là nhiều. Bà con thi nhau làm cỏ nương rồi đây này. Vâng. Một năm trôi qua thì đã không làm được gì, bà con lại tiếp tục quay trở lại với những công viên tránh ở trên núi đá. Một năm nữa lại sắp đi qua rồi các bác ạ. Bà con lại mỗi năm một lần, cứ đến vụ là như vậy rồi. Vâng, anh cứ nhìn thả vào cái tóc của em là cũng bật đi mất rồi mà. Chưa thấy sậy nào vẫn còn thấy bóng lắm. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay muốn keo hay sao đấy? Đâu, không phải. Không phải. Do thời tiết thôi ạ. Là sương mù ẩm tóc à? Anh tưởng hôm nay vuốt keo chơi sáng thế. Cứ một năm cho con là cảm thấy nó già đi một tí. Và là mỗi năm một tuổi, cái gọi là mỗi một mùa xuân đến lại một tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Chú còn trẻ lắm. Bây giờ cái tuổi già nó đã đến với mình rồi. Dần là không thể ai tránh được các bác ạ. Đấy là cái quy luật của tạo hóa rồi. Đó, anh em nhiều khi đi như thế vậy thì vừa mới đâu đó năm ngoái mới lại vụ ngô của bà con, nhưng mà nhoằng cái lại đến vụ ngô thứ hai rồi. Đúng rồi. Rất là nhanh luôn. Là cũng thấm thoát Xuân Thiệu lên trên này với bà con cũng được hơn một năm trời rồi các bác ạ. Đó, cũng bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu kỷ niệm ở trên vùng cao này đó. Và đến ngày hôm nay thì lại đến mùa cỏ nương của bà con nữa. Ở trên này bà con gọi là cứ tính cái thời gian chỉ biết là mùa cỏ nương thôi. Đấy, kiểu như là mỗi một năm một vụ cỏ nương ấy, cứ đến một vụ cỏ nương cứ thấy bà con nhổ cỏ nương là chỉ là biết là đã hết một năm nữa rồi. Bà con thì cũng khi nào nhổ cỏ nương thì lại đến đến vụ. Nói chung là cái thời gian cho qua cô bác cũng cùng anh em trong cháu đi thăm bà con như thế này thì là những cái thời gian mà khó quên nhất. Thôi, bây giờ anh em lên đường thôi cô bác ạ. Nói chung là cũng rất nhiều những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm trên bản làng vùng cao này. Đó. Mỗi một lần anh em mang được những cái tình cảm của ông bà cô bác này vào với bà con thì cũng thấy rất là vui, rất là ấm lòng rồi. Đó. Trời càng ngày càng lạnh rồi, đấy cô bác ạ. Ở những cái phía xa xa của cái khu núi rừng biên cương kia đấy, lại thì có những cái đợt sóng lạnh rồi, những cái đợt mưa phùn nữa rồi. Bây giờ ấy, tí nữa thì ở bên này cũng sẽ có mưa phùn giờ thôi anh ạ. Bên kia là mưa phùn dài rồi đấy. Cái này bà con là cứ nhổ tầm này là sang dương thì lại nhổ lần nữa.
Bây giờ thì bà con là nhỏ từ giờ cho đến sang dia là sớ cày lên sau là bắt đầu vào gieo hạt luôn đó. Gieo hạt rồi. Vâng. Nhưng mà thời tiết thay đổi thuận lợi là cứ từng tháng riêng tháng 2 là khả năng là lại gieo ngô đấy nhỉ. Vâng, nếu mà thời tiết có mưa thì sang tháng giêng thì bà con đã gọi là vào gọi là gieo hạt giống rồi. Rồi đây nhà cô bác. Những cái khu này trước mấy hôm trước anh em vào còn chưa nhổ thế này, nhưng mà bây Vâng. giờ đã quang lưng hết rồi thế này. Vâng, bây giờ đã nhỏ sạch rồi. Kiểu như bà con ở đây ấy, không có công việc gì làm nữa, chỉ chuẩn bị cỏ với lại cỏ củi mà đun mùa đông thôi. Vâng. Với lại cái cỏ nương này. Bây giờ nhỏ cỏ nữa, bây giờ cũng giáp Tết và cũng gần đến Tết nên là cũng nhiều nhà là lại thiếu ăn, lại đi vay ăn là cũng chưa đến vụ ấy. À. Nhiều gia đình tầm này nếu mà nhà nào vay trước trả sau khả năng là cũng bắt đầu đi vay rồi đấy, Bây giờ là nhiều lắm hả anh nhiều ạ? lắm rồi đấy. Vâng. Bởi vì là Năm ngoái lại vụ năm vừa rồi này lại mất mùa nữa, vâng. nên là phần đa phần nhiều là đã có những cái gia đình như vậy Một năm một vụ nên là bà con cũng làm rất là sớm, rồi. nhưng mà nói chung là thu hoạch thì cũng chả đâu vào đâu cả. Rồi. Vâng. Đây con bướm đây này, Vâng. đuổi bướm hái hoa đi. Ui, Ui, ở đây lạnh thế nhỉ, ở đây kiểu cái mép vực ấy vâng. gió lùa phải nói là rất là lạnh. Ở đây là do cũng cái mép vực cũng là cái thông lũng anh ạ. Đúng rồi, Vâng, kiểu cái nó có cái luồng gió vâng. ấy. Ây da, cuối cùng cũng đến gần mép vực rồi. Hôm nay lạnh thật đấy anh ạ. À vẫn còn mở cửa kia thế, À lấy vẫn lại. còn mở cửa. Ơi, ông ơi trời. Cái đấy. À. Ê. À. Đi lấy nước hay là gì? Mà đi lấy nước anh ạ. Vâng. Thế đi lấy nước cho chị bà. Ông một cái đấy rồi ta lỗi nhỉ. Ủa hậu, ủa hậu sao? Và là em Phứ đi lấy cho em Phứ thôi. Đi lấy cho em Phứ. Vâng. Ồ, thế em không có can à? Ở chỉ mua thôi, ở tôi cứ nửa thông này. Em chỉ mua à? Hả? Em chỉ mua cái miếng thông. Ở chỉ mua rồi. Em Phứ bảo là không không có can. Không can à? Vâng. Thế nên chị bà có nó nhà không? Tôi bác hơi nhóc trên này mà. Chỉ nhau gặp một tài á. Người chỉ nhóc trên rồi. Bảo là em hai mẹ con em bà không ở nhà rồi, đi bà ngoại rồi. Đi bà ngoại á? Vâng. Thế bây giờ em lên đây ở hay như nào? Tôi thì nhớ rồi đó chả. Hay đấy. Tôi nói chơi. Chơi một truyền thống mà đó này. À, chờ nghĩa là chị do bảo em Phứ là hai mẹ con sẽ đi bà ngoại 2 ngày, thì nhờ em Phứ là lên trên này nhà, lên trên này để trong nhà. Cũng chị cũng bảo là ở nhà dưới thì không có đồ gì, nhưng mà nhà ở trên này thì có đồ của có bác cho ấy, nên là bảo em Phứ lên trên này để trong cái nhà cho em bà. Vâng. Thế là bây giờ là hai mẹ con bà là đi rồi, thế bây giờ là bảo em lên trên đây trong nhà cho chị. Ăn cơm muốn đi tay rồi. Thế có tôi cho chơi. À, đi bà ngoại rồi nên là mới nhờ em Phí lên trên này để trong nhà giúp cho chị ấy. Thế thì đi vào nhà. Thế bây giờ là ở nhà trên hay nhà dưới? Nhưng mà chơi hào chơi hào. À, họ họ chỉ mới chơi chỉ nhớ rồi. À, em Phí cũng bảo là chị cũng lúc đi dặn dò bảo là nhà dưới cũng không có gì nhiều, nhưng mà nếu mà trong cái nhà trên này cẩn thận là mất đồ ấy. Nên là em Phí cũng trong nhà trên này thôi. Lên lên đây trong nhà cho chị bà đấy gì. Vâng. Đấy Thế bây là giờ đi đi vào nhà tí nữa. Mới đi. bây giờ thì ở gần nhau thì chắc là có em chú ở đây, xong rồi chị mới bảo là đi chơi mới có người trong nhà. Vâng. Chắc là cũng khá lâu rồi không được đi bà ngoại Chắc ấy nhỉ. thế. Lâu lâu là nhớ bà ngoại là lại đi máy hộp. Đây lấy cái ấy kia ngả xuống em, cho cái ấy xong rồi đặt cái kia lên. Ấy giời, khả năng đấy. Nhưng mà không 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 thấy lạnh nhỉ, thanh niên không thấy lạnh nhỉ? Ơ chỉ nó nó chẳng là lúc cho đấy ngờ tôi thằng ấy. Chỉ năng cho chế à. Ồ. Ấy giờ ơ cho chế giờ thảo thì nó chế mà bạn thằng này. Chạy chúng cho chế nó chế tới mặt năm được cái thì. Ồ. Anh Phú bảo là cái áo này đẹp đấy. Là anh Phú cất ở dưới nhà rồi. Cất ở dưới nhà. Để khi nào đến Tết thì mình mặt được mặt đi chơi. Còn cái quần áo mua vào cho thì cứ mặc đi, anh lấy vào cho để mặc rét thì lại còn cất đi. Cho là cho ít hạt tôi mua rồi, hạt tôi nói chả mua chỉ sao mua cho chị.
À, em phải bảo là không không mặn nữa, để khi nào đấy Tết thì mới mặn. Ờ. Sợ là mặn xong là chắc không có, kiểu kiểu thế. Sợ nó cũ đi à? Chắc là khô khô rồi. Thế ra ta ta cho chết chứng như vậy. À, sợ À. là bây giờ mặt thì cũ mất rồi, đấy Tết là lại không có quần áo để mặc đi chơi. À, thế À. là sợ cũ là không có quần áo mặc đi với bạn gái à? Thế Hình bạn như gái đâu? Lên trên này thấy bạn gái đâu? ở từ phải nhỉ? Mình chê á. Mình chê á? Đi về rồi. Oh, Ừ. thế bạn gái sang đây chơi mấy ngày là đi về à? À, nên muốn chê á? Nên muốn chê tao biết nó mà. Ồ, đi về được mấy hôm rồi. Ừ. Oh. Khéo đi lần này không sang nữa. Thế bạn gái đợt này bạn gái về liệu còn sang được không à? Nên muốn nếu tôi chỉ tôi ấy. Cho chị bán, tôi chỉ bán. Em phía con bảo là con không biết nữa, không biết là đi lần này có lên nữa Thế không. thì gầy á nhỉ. À. Đấy, vẫn còn là làm cái áo đúng đúng nhận sai cãi thôi. Thế làm cái gì với bạn gái sai giờ mà sai cãi chỉ tao quá, chỉ thảo từ phần ngon mà. À, hả? rồi chưa chưa làm gì sai. Chưa làm gì sai á. Ừ, đấy chứ gì làm cái đấy, đúng nhận sai cãi vào trước ngực thì đấy bạn gái bảo là sai thì đừng có cãi. Oh, thế là tập ba thì em muốn không thích lỗi này nọ mà như hai đứa cháu này thì lỗi nên tên cho này tại tiếc mù xuống này tại là cho cháu này để loại tao ốp hết lên do cho người ta chi xuống ta chi ốp hết luôn lỗi này tao mới được à chơi. à thế là hai mẹ con em phải lúc đi thì cũng bảo là về nhà cũng khá là lâu rồi cũng được mấy tháng trời nên là cũng chưa đi sang bà ngoại ấy. Thì mới bảo em Phứ là lần này thì em Phứ trong nhà giúp cho đi phải đi 2 ngày mới về. À. Tệ chị thôi, tại vì là bây giờ chị có con nhỏ nữa, chắc là cũng lâu lắm không được đi nhà ngoại rồi. Bây giờ có em chú về thì trong nhà cho chị cũng được. Nên là tối là ngủ đây luôn gì? Đúng rồi Phứ thì là à tối là trong nhà ngủ đây luôn. Vâng. Tại vì là ở dưới thì cũng không có cái gì, với lại ở đây thì cũng có khá là nhiều những cái món đồ của các ông bà cô bác trước gửi tặng cho em Pa Hờ ấy, đấy vẫn còn đây. Nếu mà không ở đây trông thì cũng sợ thật. Sẽ mất Mình sợ mất chứ, đấy. cái này người ta vào người ta không có, người ta thó đi mất thì đúng là Em bà nhưng mà trong nhà cẩn thận nhá, em bà về lại bảo là lại thấy đâu ấy ờ nhớ ở lần sẽ đâu ấy chả nên tính gọi là ở rồi chơi chỗ này chỉ bỏ nghe là cái chuyện họ chỉ mua chỉ ăn rau mình cũng chỉ mua được ờ tiếng chẳng thấy chẳng nhớ gì ở thì chỉ rau thế rau thôi họ chỉ mua chỉ tiền trái là có xe tự nhiên cái nhau ồ mình à em Phứ cũng bảo là đúng rồi em Phứ chị cũng có nói như bảo là trong nhà cẩn thận sợ là mất đồ thì em Phứ cũng rất là lo lắng ấy thì cái nhà dưới thì nói chung không có cái gì nhiều ấy thì chủ yếu là trong cái đồ đạc ở trên nhà này để có cái đột cho đồ cho hai mẹ con em bà Thế thì cả em gái nhỏ nhỏ kia cũng đi cùng em chị bà tôi tốn ra căn phòng ra múa hả à em gái vợ kia là cũng đi cùng hai mẹ con em bà luôn đó vâng. chắc là nhỏ thì đi cùng. Thế bây giờ ở nhà một mình thế này thì bạn gái về rồi, thế thì có buồn Thì tôi không? đâu mà tự tán nữa thì tụi nhỏ sẽ la nhau phải không la nhau á cũng bảo là cũng cảm thấy một mình thì cũng vắng vẻ và Bạn về chứ gì, đang về đây có chị có các em nhóc nhóc như thế đương nhiên là vắng tanh, nhất là người yêu nữa, thôi lại chia tay với thế này thì đúng là chia tay nhớ đời luôn có khi rồi. đi là không thể mà quay đầu lại Thế thì trước khi đi người yêu có bảo là chờ em về không hay là không nói gì cứ lắc đầu đi thôi? thôi tụi nó gạo này muốn thì bỏ tiền anh nhau giá tàu này là thì chỉ cho họ này chưa muốn này Nghe chưa muốn sửa này chứ chỉ hai tiếng còn nữa tuần này. nhớ nè á ồ kéo đi lần này là không sao nữa không? Em Phứ bảo là không biết nếu như người yêu đi lần này là không nói gì em Phứ luôn Không nói gì em chưa? là Thế nên người em đi bộ về hay như nào? người mua cái ta một xem mua con nó thích tò mò cả à cũng có chắc là đi sao là chắc là cũng bắt xe đi hay như thế nào bác sẽ đi à, nhớ đi mà thì trên mùa này chỉ tháp mình luôn mua trên à thế là người yêu ra đi một cách lạnh lẽo ấy. Không chào tạm biệt á? thì chỉ hai ăn xong á à không không chào tạm biệt luôn Không có chào tạm biệt luôn. ôi Ôi dù dồi, thế này thì là gai đi không? một cách lạnh lẽo thì có khi đi là không bao giờ ngoảnh đầu lại á Thế này thì sai không bao giờ được cãi nữa em ạ. bây giờ chỉ có nhận sai thôi Nhận sai còn không cãi nhận sai không cái được được chứ. Thế người yêu ở đây sai còn được cãi. Ê, gầy nhỉ. Thôi em cũng còn phải có bố mẹ chứ, sang đây ở thăm nhà thăm cửa như thế là cũng được rồi. Nói chung là cái gì cái cũng phải có cái gì đấy thì nó mới được. Nói chung là mình cũng hiểu hiểu thế. Cũng không thể ở đây mãi được. Thì chắc là bạn gái nghĩ là em Phứ ở trong một cái căn nhà nó giống như là mơ ướt ấy.
Đây khu này à. Hâm hô lạnh nha. À, hôm nay gió lạnh Ở nhỉ. đó Ê, kìa. năm đấy có thấy ấm hơn nhà dưới không? Nào nên thì phụ sau mình lũ chứ hay á. Lần đi nó nó rồi. Nào nó đấy. Đây chỉ sao đi không? Nè, mà này tí sau trong đó này. Nói chung là lần đi cứ theo chúng tôi đấy là nó thế. Em cứ bảo là không có chan thì cũng rất là lạnh Ừ. á. Ăn cái gì chưa? Nó chị ta. Hình như là không có cơm sao á. À, nấu bằng cái gì? Chờ Cơ làm sao ấy, cái mình gạo trước anh lên mới lấy vào một bao kia làm gì đã hết được. cho thui nhà chị ta chị ta đã uống hả? À cũng bảo là chưa chưa nấu thôi, gạo vẫn còn. À, một mình như này. Cái áo anh mua vào cho để mặc cứ mặc vào chứ cứ co ro như thế thì chả lạnh. Đấy, cả cái quần cũng rách rối theo đây này. Thế rồi. Chứ cho YouTube mà chỉ mua cho nam mà chơi ăn nam Chị nào thì nó chứ mà nha. à nhất quyết là không mặc đâu, Nhất quyết không mặc á? mặc đi là hết hết áo luôn đó. À, áo sẽ cũ cũng mất đi. Thế nên đằng nào chẳng mặc, thế để tính đi chơi với người yêu hay là đi đâu mới mặc á? À, chạy thật thì nó chế dùng lại thêm một tí tầm thôi. À, tập thể thao có thêm mà thêm một gì chứ thêm mặt nào. Phía không bảo là khi nào thấy các bạn đi chơi Tết ấy thì mình mới mặc cái áo đó mới để đi chơi Tết ấy. Còn các bạn Thế nữa, trời ơi. anh sẽ là cố giờ chúng mới tròn rồi đó năm một thì cái gì Nam đi mà thật chứ thì xuống cho nào. à em cứ bảo là mặt xong là đấy Tết là không có cái gì để mặt cùng các bạn đi Rét này thì mình cứ lấy mà mặc đi em ạ. tôi nói thì mà chắc chắn chưa chả Thế nên anh hỏi một chút, về nhà như này bây giờ còn đi sang nhà người ta chăn trâu chăn bò cho người ta nữa không? này thì yên thì nhớ lỗi thì là nha chỉ một trò này sẽ nhung sẽ chỉ thế đó sẽ muốn Thế cũng chỉ muốn là sẽ chỉ muốn đó. Em phải không bảo là chắc là về lần này không đi nữa không đi nữa gì. không. Bây giờ anh bảo này, bây giờ mình lớn rồi, chứ còn đi đi chăn bò chăn dê đi ở đợ người ta như thế này thì cũng chỉ có được miếng ăn thôi chứ còn không được cái gì cả nhé. Nhưng mà em cứ đi ở như thế thì cũng chỉ mãi mãi như thế thôi, không bao giờ khá được. Đấy, nên là bây giờ mình lớn rồi, mình đã về thế này, bây giờ thì mình kiếm cái công việc gì nó làm được thì mình cứ theo mà làm thôi đó. Thì quay trở lại đấy thì nó cũng kiểu như là có được miếng ăn qua ngày thôi, chứ còn cái sau này thì không thể lo được nữa. Đấy, cuộc Nhà sống của này mình ấy. nhà này lo là mà mua à chỉ biết là lo dù nhỏ dù phân thì tao chỉ chi đến chỉ đồ cho mùa nó ra nhỏ thì xem mà nhỏ tao lão ấy bây giờ lo cho tao khá thì tao giờ ủa chỉ cái dù chi dù ít khó chịu ủa ra dù lúc nay vì nè tí lo đấy Nhóm đi rồi dù chị dùng chia hát liệu ua thế là cái dùng đó ra khá nhau chị tầm tính nó sẽ tầm nhiều. Ý dầm đó là nhóm mà nó là nhóm thì chỉ xỉu nhóm cho chị ta chỉ như á. Nhà đừng có nhớ mà nó chỉ chơi nhớ tao thì chơi dù chỉ đó thế nhưng nó bị sao. Em phía cũng bảo là trước đi chăm bò cho họ thì không họ chỉ cho được bữa bữa ăn thôi đó. Chứ đi ở với họ thì thật sự rất là khó ở luôn, nếu mà có hôm nào mà mình làm nó không hợp ý họ thì họ gọi là có khi không cho mình ăn cũng có, nên là em cứ cũng bảo là sống ở bây giờ về về nhà rồi sống ở đây thì gọi là rất là thoải mái và cũng có cái sự gần gũi nhau với anh em hơn. Đúng rồi, về đây thì còn có chị có em. Gần. Bây giờ mặc dù là các anh em mỗi người một phương một nơi, nhưng mà kiểu gì mai mốt trả về tụ đây hết, làm sao mà đi được mãi. Đấy, bây giờ có chị bà anh hờ đây rồi thì cứ về đây xong là ít nữa ra để đi xem, chuẩn bị ấy, bao giờ nhà anh rìa vào khởi công thì sang bên đấy mà làm ở đấy, xong mà để mà lo cho cái cuộc sống của mình thôi. Đấy, không không quay trở lại cái nhà đấy nữa. Nhà đấy thì người ta chỉ gọi là cho mình bữa ăn thì mình đi làm được thì còn có thu nhập thì tội gì. Nên đi mấy mà tôi lo là lo thì lo ba tụ ba nó hóa rồi thì lo thì mua mình hóa lên chỉ tao làm theo hóa lên chỉ tao ở sự bị gì tao uống hóa lên chỗ tao thở hóa thế giờ là bố mình xe đó rồi thế giờ thì nên muốn đó là nhỏ trẻ to tao tay no trẻ thì là nhỏ thấy thôi. Mua liệu mà không thấy nó nhớ thì tao tiến nó tí tao nhỉ. Em cứ không bảo là bây giờ thì
Nếu mà có công việc ở đó làm ấy thì em Phú cũng sẽ đi làm, chứ có đi chăm bò chăm dê cho họ ấy thì cũng chỉ được một bữa ăn thôi, còn vào cái mùa mưa mùa có ngô ấy thì chẳng may đi ăn ngô của người ta thì chủ lại mắng cho thì cũng gọi là không được bữa ăn luôn đấy, thì cũng là không được gọi là cái sự thiệt thòi ở bên đấy. Chả thế, bây giờ lớn rồi thì khác người khác lo thôi. Mặc dù anh em thì cũng ba bốn anh em thật, thế nhưng mà cũng phải khác người khác lo cái cuộc sống riêng cho mình chứ. Đó. Bây giờ cố gắng nhé, sợ là À. sau này người yêu biết là mình như thế là không có ai sang đây chơi với mình À, á. thế thì từ hôm người yêu sang bên đây chơi thấy thấy nhà cửa như thế, người yêu có nói gì không? Thảo in tù à, in áo tù sống cao này tôi chạy chỗ ơi, ơ cho nhé, để vừa hài đi trả đó. Thì cho thân nhẹ này dù anh sẽ cho thật thì thi lọc vấn đề dù á. Ồ, này Lì. Nếu mà nói như thế sao không kéo lên về làm vợ? Em cứ bảo là có đưa bạn gái sang đây chơi thì bạn cũng nói là tại sao mà nghèo như thế này, nghèo như thế này thì bao giờ mới lấy được vợ. Oh, trời ơi, người yêu đã nói thế rồi. À thì hả đi hả, Ừ. sau là nói thế xong là hôm sau thì thu dọn quần áo xong là về luôn. Thế là được hai hai ba hôm này, người yêu sang đây được mấy hôm, từ hôm anh Thì em mình vào tôi ta chẳng được thôi hai nhé, ba hôm gì ấy, đúng tôi ta biết không? thôi Tôi tao không biết nó gì cả. 3 ngày. 3 ngày, Vâng. trời ơi. Thế người yêu nói như thế có buồn không? Ở tổ số Hà Liên dục về tôi sẽ. Tôi xem không ạ? Tôi sẽ. Nên tôi cho như thế. Hà là Hà Liên chỉ. Tôi sai dục tạo thì có tôi xem ạ. Em Phước không bảo là nghe được câu bạn gái nói là không bao giờ lấy được vợ thì rất là đắm lòng luôn. Nên là cũng nghĩ câu nói đó thì cũng cảm thấy rất là tủi thân đấy. Cũng đúng cái hoàn cảnh của mình ấy. Thôi em ạ, thôi thì người ta chưa biết thì người ta thích mình như thế. Bây giờ người ta nếu mà cho dù người ta không yêu mình nữa, người ta bỏ về thì cũng tốt cho mình thôi. Cái đấy theo anh thì khả năng nó còn tốt hơn là đến sau này ấy. Sau này thì ví dụ người ta về đến đây ở với mình thành gia đình rồi, xong là có con có cái, sau bắt đầu lúc đấy người ta bỏ đi thì lúc đấy mới khổ nữa. Lúc Đúng đấy còn con còn cái các thứ nó mới thêm cái khổ. nó đến mới là còn khổ hơn nhiều Chả thế lúc đấy thì lắm. thành gà trống nuôi con này, lúc đấy muốn đi cũng không được, ở cũng không xong. Đấy. Nhưng mà bây giờ người ta đã như thế thì tốt nhất là mình cứ còn trẻ chưa nghĩ đến vợ con gì trước ngay đâu nhá. Rượu chè các thứ phải tránh xa ra, đừng có mà suốt ngày rượu chè, cứ như vậy lại nghĩ quẩn, lại cứ suốt ngày rượu chè đàn đúm là không được đâu nhá. Mình phải biết vươn lên, biết phấn đấu, rồi mình nghĩ những cái khác đi, những cái mà để mình phấn đấu mà làm được cái công việc gì để mai mốt mình có thể lo được cho cuộc sống, có cái nhà cái cửa các thứ, thì lúc đấy thì mới tính gia đình sau thì nó cũng không sao cả. Bây giờ mình còn trẻ lo gì. Nên nhớ chuyện rồi mà chỉ sát sát chứ à, nên nên muốn là tí giờ thế chả là gì lần đầu nhớ tao ăn mà mình tôi nhớ tao thằng này là khi một thằng nó cháy cho nhau rồi mà thằng ấy là nên muốn nếu thì chè chèn thì muốn gió thì tao ăn thì giờ mà ở chỉ là một thứ một tao nhớ là tí tao một tí tao thì chúng anh chỉ khoe tài khoe tài chỉ đến tí của chỉ tí giống gì thôi Là nên số một thì chị hay là trong đó nhiều lúc này nhé. Phía không bảo là bây giờ là người yêu cũng nói thế, bạn gái cũng nói thế là đi giờ thì cũng cảm thấy là cũng tủi thân buồn nhưng mà cũng cũng thật sự là như thế nên Như là thế, cũng không trách ai cả. thế thì cái hoàn cảnh như thế thì mình phải chấp nhận hoàn cảnh của mình, Vâng, còn chính. người ta thấy mình, người ta thông cảm cho mình, có thể người ta còn quay lại. Nếu mà không thấy quay lại nữa thì thôi, khả năng là anh nghĩ là phần nhiều là chào tạm biệt thân ái rồi, chứ Vâng. còn như thế thì có thể mình cứ coi đó là cái động lực của mình đi, Vâng. để mình phấn đấu mà mình học hỏi cái lấy cái nghề, lấy cái công việc để mình làm đã. Đấy, mai mốt thì cứ tháng được vài ba triệu thì người yêu thấy bà ấy, anh đấy cũng có chí đấy, và thế quay lại lúc đấy thì càng tốt. Chứ bây giờ cứ ở đây nhớ đâu lại tí nữa khổ, mai mốt của con cái nữa ra thì càng khổ thêm. Vâng. Bây giờ đóng cũng nhận mà sai cũng nhận Đúng, cũng nhận và sai, không không, không có ai mà cãi nữa. hết. Ừ. À, thôi nhỉ, bây giờ anh sẽ có cái món quà này nhé, dạ đi em ơi. Hôm nay anh vào đây thì cũng có một cái bịch quà nhé, cái bịch quà này của các ông bà cô bác có gửi cho em nhé, và cháu dợ nữa. Nhưng mà cháu dợ thì đi với chị bà rồi, thì cứ để ra đây, xong là bao giờ em gái về thì lấy cho em nhé. Thế nên mới nhập bỏ cho già là mới khó khăn nhà tới đó. Tiếng mới là tổn giả đấy.
À, nếu thật thì tốn giả lo mã hay chưa? Mốt là tốn giả tiếp ấy. Đấy, cái phần quà này là của bà, đây này em ấy ra hình như là của bà Liên hay là Bà Nguyễn Thị Tờn anh. đây nguyên đây nhà ghi ở đây này À, bà nha gửi. người gửi đây À, em cứ gửi. xé cái này ra Vâng. có bà Liên ở đây rồi nhưng Rồi. À, đúng không? Người gửi là bà, đúng, mà người gửi là bà Liên anh ạ. bà Liên với Nguyễn Thị gì kia Nguyễn Thị Tờ, Nguyễn Thị Tờn, Nguyễn Thị Tần à? tờn hơi khó, hai cái tên hơi khó ấy. Nguyễn Thị Tần với lại bà Liên ở Phú Thọ nhé, Phú Thọ Vĩnh Phúc gì ấy? Vâng. Ở Vĩnh Phúc anh ạ. Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Vĩnh Tường Vĩnh Phúc à? Vâng. À đúng không? Nhớ anh một tí. Ừ đúng. Đấy, có một bịch kia cả. Chua, chua nhìn rồi. Rút hẳn ra, rút hẳn ra. Lỗi không? Bây giờ lại cứ xui thổi một mình như vậy, cái ra cũng thấy buồn thật nhỉ. Ồ, nhiều thế, một tài Ừ. tôi đùng. Đấy, tài xem là có cái tờ giấy là các bác có ghi ở đâu. Đây anh ạ. Bịch này là không biết là bịch của ai, lấy ra lấy. Nếu mà bịch của cháu vợ thì cứ để ở đấy đã không ấy thôi. Gửi cháu Phứ, Mết Vực. Đây là À, cháu Phứ. đây là bịch của cháu Phứ à? Vâng. À, nhờ cháu giúp bà nhé. Gửi cho... À, gửi cháu Thiệu là 100.000 san xê. À, đây là gửi cho anh là 100.000 san xê nữa. Thế thì Vâng. xem là bà cũng có dặn là có một cái phong bì không biết là ở cái áo nào ấy, Vâng. không biết là ở cái bịch của em dợ hay sao ấy. Vâng. Chắc là ở một bịch nào đau đố thôi anh ạ. Thế thì cứ ấy cái bịch ấy của em Phứ thì cứ lấy ra cho em Vâng. Phứ đã. Bịch là của em Phứ luôn. Để em Phứ mặc vào ra không có do thế này. Mấy hôm nữa là lạnh, ốm đấy. Càng ngày càng lạnh thêm đấy. Vâng. Em bà đi mấy hôm là về em Phứ nằm lìa giường là lại lo cho. Đấy, bây giờ cứ mang mặc đi dùng thoải mái đi không Ồ. ấy nhá. Đây là khéo là cháu dậy hay là người yêu á? À, bạn gái ạ. Hôm nay cháu tụt cũng đau à? Vừa Có khi đấy là bạn gái ạ. Cái này là cũng của áo con áo. gái thế nhưng mà bạn gái thì đi mất rồi, thế này thì còn làm sao mà tặng được bạn gái À, nữa. đây là của em Phứ luôn. Ồ đấy. Ủa, áo rất là ấm luôn. Áo này mới Áo là khoác ấy nhá. áo này áo là lông cừu à lông luôn. Đấy, mặc vào luôn đấy cho nó đỡ lạnh. Đấy. Cứ co do từ nãy đến giờ. Vâng. Có cái áo đẹp vì lấy hôm trước anh mua vào ấy bảo là sợ cũ mất. Vâng. Đấy, bây giờ cứ mặc vào đi nha, không Cái phải này ấy nữa, có hai cái rồi, có hai kén đẹp rồi. Thoải mái là đi Cái này rất tán là gái ấm, rồi. cái này rất là ấm luôn nhé. Đấy, cái này là ấm Cái hơn này trước. cứ mặt vào đi không không phải sợ nó cũ đấy. Nhé. Nào không thắc kia chỉ xem được không? À, đấy thế là anh mình khác lấy một cái mới vào. có hai ba cái này thoải mái mặc Vâng. đi. Vâng. Kéo vào đây còn À đây có. anh ạ. Đấy, đúng À rồi. gửi cháu Thiệu tiền san là 100.000 á. Đấy gọi là tí nữa để anh em ra quán đổ xăng với uống nước. Vâng. Đài cũng bảo là giúp bà Tờ là chuyển cái đồ này cho các cháu. Cũng xin được cảm ơn bà rất nhiều, không những có món quà cho bà con còn có cả cái đồng tiền xăng cho anh em Xuân Thiệu em Diền nữa, để tí nữa ra đổ xăng uống nước ở ngoài quán. Ấy, Ừ, ui cái quần rất ồ, là cái hip quần này luôn. quần như là quần kiểu như là làm chú rể được ấy. Ờ, được đấy, cái quần này đi làm FC. Thử cái xem nào. Ơ sĩ pin này phải không? Vừa em Quần Phứ này nhỏ nhỏ người khả năng là vừa cái áo đấy, À, cái quần hai này. cái Ui luôn. còn cái này Cái nữa, đỏ quần hồng chót thế này, này. cái này cho người yêu Bây rồi. giờ là cái này lại của anh Phứ đó, cái quần nam à. Quần này còn nam á? Quần À, này nếu mà còn lần trước mà có cái quần cái áo này chắc là người cái yêu này không còn không gái rồi chắc à? là Còn phụ nữ rồi, có vậy còn ấy rồi. Còn gái à? Còn trai à? Đi mặc cái quần hồng hồng được cam cam đây. À, có một cái áo rất là đẹp nữa. Đấy, cái nào của người yêu thì cứ ấy, mà hôm nào người yêu có quay lại thì còn được tặng người yêu nhá, nếu mà người yêu không quay lại thì cũng đành chịu thôi. Lúc cho đồng cao cho đồng cao giờ rất là nhiều cái quần cái áo cho em Phứ luôn đó, cho đồng cao tiếu đấy áo rất là đẹp luôn nhé. Bây giờ không cứ mặt vào đi không sợ hết nữa, nát thì chỉ trai tà đâu. Bây giờ thì chắc em Phứ mới gọi là thoải mái hơn một chút rồi, còn trước là có một cái áo này là cũng hơn hơi lo. À áo này là áo bạn 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 gái đó. À, bạn gái rồi. Vâng, áo bạn gái cứ để đây xem là có khi mấy hôm nữa bạn gái lại đi chơi. Biết đâu được nhỉ. Sao là có cái món quà tặng bạn gái lại bất ngờ bạn gái lại bảo là ui thấy anh Phí dạo này đẹp trai hơn hẳn. Cái này khả năng em lại không về nữa, thế này thì cũng càng tốt gì. có rất là nhiều cái quần bò ấy. Đấy, toàn quần đẹp Và này. cái túi này toàn là cái quần áo Quần anh áo thì cứ ạ. để gọn ở đấy, xong là Cái này để gọi cho anh Phí không? Em cái Phí. nào em dùng thì ấy nhá, còn cái nào ví dụ của con gái thì Cho người yêu mặc vừa chó ấy. thì lấy cho con người yêu Ờ đấy, cái đấy toàn là áo nhiều. len ấy. Toàn Áo len rất áo là ấm rồi. sò luôn. À, chó gì á?
À thôi, em để trong trong túi cho anh. Đấy, bây giờ anh cũng thay mặt bà Tần là giao lại cho em nhé. Thôi đi mua đồ nhé. Đấy, cái bình này của em vợ thì bao giờ em gái về thì lấy cho em gái nhé. Nếu không đi mà tuấn giả không nó. Ở trong này thì cũng có cái tờ giấy dặn dò ở đây, chắc là của cháu dợ thôi. Em lấy cái tờ giấy ra xem có phải bà dặn cho cháu dợ không? Gửi cho cháu dợ mép vực anh ạ. Đúng rồi. Đấy, đây thầy tôi muốn giải không nhé. Rất là nhiều luôn, cũng cảm ơn bà. Nhưng mà hôm nay cháu dợ thì không có nhà rồi. Không đi mấy chơi với cho chị bà rồi. Rồi cứ để gọn ở đấy thôi, không lấy ra đâu. Tại vì để của ra. Các cháu thì cứ để các cháu. Hôm nào vào bảo các bảo cháu thử sau, cháu ở nhà thì cháu thử sau. Lo đi cho ô tô bỏ lên cháu ấy. Sát sinh là tụi bà tư. Tụi bà tư nếu mà mua cho con trả đấy cho ý khảo hoặc cho tụi muôn trả đấy. Ô sát sinh tụi bà tư ấy. Ô cha tụ bò tơ tụ bò tơ bò tơ anh xin mua khăn giặt cho cháu ô cha nó ăn đâu thì anh xin bắt lúa cháu uống nên cho nhiều tiền bắt lúa cháu tiền cho khăn giặt thì uống tàu na thứ sáu giờ rồi sáng nhất là đi xin mua nhà na uống khát tiền thì là bò tụi chú trên là tụi tôi này khá cho bút na nhà ấp tôi mắng thì dùng xe là đấy em phứ cũng cũng có cảm ơn đến bà tờ và cũng có cái vài cái lời chia sẻ bảo là thật sự cái phần quà ngày hôm nay là cái phần quà trong lần đầu tiên trong đời anh em phứ luôn. Trước đi chăm bò chăm dê cho họ thì không có cái quần cái áo họ không mua cho cái quần bây giờ cái quần rất rách này là của con của bà chủ con của chủ là kể là họ vứt đi họ không dùng nữa thì em Phứ không có nên em Phứ phải nhặt để dùng lại và thì hôm nay có cái phần quà như thế này thì em Phứ cũng bảo là thật sự là không ngờ là hôm nay cô bà có giúp được cái phần quà như vậy cho em Phứ nên là em Phứ cũng thật sự rất là vui cũng có cả phần quà cháu dợ nữa Thế thì trước đi chăn dê chăn bò như người ta chứ người ta cũng không mua cho bộ quần áo mà mặc á không một thời gian chỉ ra là chỉ dùng chiếc khăn nhất thôi trước con đi chăm dê thì họ cũng chăm bò họ cũng không mua quần áo gì cho luôn thế mới khổ nhỉ khả năng cho con thái này thấy con của bà chủ thì nghĩa là họ không giống nữa thì mình đi xin lại thôi thì bây giờ được nhiều quần áo của các ông bà có gửi để cho toàn quần áo đẹp như này nhưng bây giờ thấy như nào có vui không ấy à nửa tiếng là thầu nên nhất nhà đi mở tàu tập bộ lại thì lại muốn khách nhận tàu tối nay nhà đi ấp bộ tàu thì nhớ đi trả tiền thì bộ rong xếp tết đại khi lại phá thì ở tàu khách nhận tàu dù rong đi trả thì sao đi trả nhà tàu khách nhận thì rong xếp nhà rồi nhà xin nhớ tiếp là lấy sao cho ít chi thì tàu Việt Nam tàu cho nhiều tiền thì rong xếp lại đâu nói nhưng mà chỉ xin xe nọ hả đâu nói thì tàu cho con nhà thì biết xin xe nọ em Phước cũng bảo là thật sự bây giờ thì cũng không biết phải nói thế nào từ lúc trước cho đến giờ thì cũng chưa được ai mua một bộ quần áo cho em Phứ để mặt vào với lại bà cũng năm nào cũng thiếu thốn những cái quần cái áo thì rất là lạnh rất là rét luôn nên là bây giờ thì có cái quần cái áo như thế này của cô bác thì em Phứ là năm nay là sẽ khác so với lại mấy năm về trước đây này, bởi là... vì là phần quà lần đầu tiên trong đời là thật sự rất là vui luôn đó ai cũng vậy mà trước trong lúc cái cuộc sống nó bế tắc nó khổ sở mà không có lối thoát như vậy thì một phần quà cho dù lớn dù nhỏ thì cũng cảm thấy rất là ấm lòng rất là hạnh phúc rồi cô bác ạ cũng xin được cảm ơn bà ở dưới Vĩnh Phúc rất là nhiều đây không có lẽ là những cái bộ cái quần áo bình thường mà còn cả những cái tấm lòng của các ông bà cô bác có gửi cho em Phứ nữa đó cũng gọi là mỗi lần trao được những cái tình cảm đi như vậy thấy những cái lời tâm sự của bà con cũng như là em Phứ bây giờ ấy, cũng không biết tả thế nào được nữa cô bác ạ. Đấy, cái quần này là từ lúc là nhặt về ấy, nhưng mà cái quần này còn ngắn tủn hết rồi. Thế là cái nhà chủ là cũng có một cậu con trai là lớn như em à? Nói từ từ chú chê mới từ mi tú thì lụt lên giờ là lụt rồi. Mới từ từ giờ lụt rồi. Nam thì bỏ thì bỏ trẻ chẳng biết khám. Có một cậu con trai là cũng lớn gần bằng em Phứ thì cái quần mới cái quần mới ngắn thế này bạn. Trời ơi cái quần này ngắn tủn ngắn thế này còn rách hết thế này
là đến khổ. Thì từ trước đến giờ thì có tất cả có bao nhiêu bộ quần áo em ơi? Tháo lột tao này ông mua trả chế khác nhỉ? Mua ít chế như Ít chế hả? Một bộ duy nhất thôi. một bộ á? Một bộ, có bộ bộ này thôi. Thế là một Thế là cái chắc là cái trước kia là bị rách ra là vứt đi hết rồi phải không? Nếu như thầu thì cho thật thân nào mà sánh nhau hết chiến đây mà cho nên đến đổ tá đồ. Cái trước kia mà đi chăn bò chăm dê là cái đấy là bị rách tê tua hết là không dùng được nữa. Thế là có cái bộ quần áo đúng nhận sai cái này là cứ từ hôm trước anh em mình vào cũng thấy mặc cái áo này thật. Đúng rồi, Thế đúng là rồi. đi người yêu chơi là cũng mặc cái bộ này đi chơi. Nhiên là tù một thằng các bạn trên đỉnh mũi đi với bạn gái thì cũng mặc cái bộ này đi đi thôi. Thế thì lúc tắm rửa thì kiểu gì? Thảo à thảo cho chơi ôi chào ơi này Thấy cái gì mà đã thấy? đã 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 cho chơi rồi Chị đài na cho chơi ta lọt xe không mà đá nhất đi nghĩa là cứ hôm nào mà tắm rửa thì cái áo cái quần cũng không cỡ mặc cứ mặc như thế để tắm tắm xong là về phải đu lửa xong là khi nào mình cứ gọi là sửa ấm khi nào còn cái quần cái áo khô rồi mới đi ngủ. Ôi ôi, không cởi ra giặt ra như thế. Trời Thường thường ơi. thì em thấy nhiều nhiều người trên này cũng làm như Thế thế là tắm đấy, cả quần áo luôn. tắm cả cái quần áo luôn đấy. Trời ơi. Sau là về thì lạnh quá thì ngồi gần cái bếp sau là cứ gọi là phơ đằng trước xong lại quay lưng đằng sau xong lại Tắm phơ cả quần áo coi là đấy. kiểu như vừa rũ quần áo trên người luôn. Đúng rồi. Thế. Nhưng mà cũng không biết thế nào nữa, nhưng mà cái áo đúng nhận sai cái này từ hôm trước anh vào cũng thấy mặc từ hôm trước Một thật. một tuần nay à? Gần một tuần nay rồi. Gần một tuần Đấy. Khổ thôi, bây giờ mình không nhắc đến cái chuyện đấy nữa, bây giờ mình có quần áo này cứ thay cho thoải mái thôi nhé. nay. Chicken nó, chicken nó, chicken nó. Thay cho thoải mái xong rồi mang đi giặt. Đấy. Ý chị tôi in lòng mất mất là tổng sao ấy. Còn của em dợ này thì bao giờ em dợ về thì lấy cho em nhé, thì hôm nào anh em vào thì sẽ bảo cháu thử sau của bác ạ. Còn hôm nay thì em không có nhà thì cũng không dở ra nữa, tại vì là dở ra thì cũng lại rối ra ấy. Cái này thì các ông bà cũng cho nó gọn gàng vào thế này rồi. Thôi được rồi, bây giờ đi lấy nước hay là làm gì À, thì ấy thôi. kia đấy à? À, anh mình chắc cũng về thôi. Đấy, một Bây ít giờ anh cũng chế. đi về thôi nhé. Anh mình cũng về thôi anh. Một mình hay buồn Để đấy nhỉ, anh cứ Phứ đi lấy nước về nấu cơm, sợ là ngực. đói. Người yêu lại không ở đấy lại bỏ đi nữa thì thôi. Để anh nhau nhé. Đang định nhóm bếp đây à? À, đúng rồi, đúng rồi. Anh mình vào làm phiền quá nhỉ. Thôi. Anh nhau nhau, một nói nhé. Càng ngày càng lạnh nhỉ. Gió to. Lạnh rồi. Rồi. Đây này, hình như là muốn mưa mưa phơi phơi rồi này. Và mưa phơi phơi, mưa mưa nhỏ. Anh em lại tiếp tục ở trên những hành trình khác, chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi ông bà có bác ạ. Hôm nay thì cũng rất là vui rồi, những cái phần quà đã đến được với em Phứ, cũng xin được cảm ơn các ông bà có bác rất là nhiều. Em cũng rất là vui. Bây giờ anh em cũng đi về thôi các bác ạ. Cũng xin hẹn gặp lại các ông bà có bác ở những thước phim lần sau. Xin chào.